chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại được với kênh youtube của MMO Official Và hôm nay thì mình sẽ đi review cho các bạn một cái coi rất là mới nha Và đây là một cái đồng coi của Việt Nam Ok, thì trước mắt các bạn chúng ta sẽ nhận được là 100 đồng mic Và cái đồng này sẽ được niêm yết trên sàn Binance nha Đó, rất là ngon luôn Và đây là một cái đồng coi của Việt Nam Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem được cái lộ trình phát triển của cái đồng coi này như thế nào nha rồi ok, đây là con uh, Viconomics, nền kinh tế số phi tập trung. Lộ trình kinh doanh của nó là như thế này. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 thì sẽ niêm yết lên các cái sàn swap. Khi mà cái ứng dụng này được 200.000 lượt cài đặt thì nó sẽ niêm yết lên một số sàn thuộc top 50 trên thế giới. Và đạt được 300.000 lượt cài đặt thì sẽ niêm yết mic lên sàn GO trên Thái Lan nha và đạt được 500.000 lượt cài đặt thì cái đồng mic này nó sẽ niêm yết trên sàn top 30 thế giới. Và cái điều quan trọng ở đây khi mà cái ứng dụng này đạt đến 1 triệu lượt tải thì cái đồng mic này nó sẽ được niêm yết lên sàn Binance nha. Đó, và cái ứng dụng Viconomic này thì nó đứng top 23 ứng dụng Android và top 24 ứng dụng iOS trên bảng xếp hạng của cái app tài chính nha. Đó, đây là một cái ứng dụng coi của Việt Nam đã hơn 70.000 thành viên tham gia hệ sinh thái và hơn 11 triệu mic được phân bổ. Đây là cái app khá là ngon của Việt Nam phát hành nha. Hiện tại thì ứng dụng này đang phát triển hai tính năng mới đó là Vi Factory tức là nhà máy tạo NFT cho phép người dùng có thể tạo các loại NFT của chính mình. Thứ hai đó là VIX, đây là sàn giao dịch NFT nơi mọi người có thể giao dịch mua bán NFT đã tạo ra bằng Vi Factory nha. Đó rất là ngon luôn. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký cũng như là nhận cái đồng mic này như thế nào nha Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải bấm cho mình về đường link mình để dưới phần mô tả video này Sau đó thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang giao diện như thế này Chúng ta sẽ làm ba bước đơn giản thôi Bước đầu tiên đó chính là đăng ký qua mã giới thiệu Thứ hai đó chính là xác thực tài khoản Và thứ ba đó là tải app và nhận ngay 100 mic Các bạn sẽ chọn cho mình là nhận quà ngay Ok ở đây thì các bạn sẽ Điền cho mình là họ và tên của bạn nha Tiếp theo thì nhập cho mình email Sau đó thì các bạn sẽ nhập cho mình mật khẩu là được nè Bạn sẽ chọn cho mình là tốt đọc và đồng ý Và bấm cho mình vào ô đăng ký là được Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành lưu mật khẩu lại nha Bây giờ thì các bạn sẽ cần phải đợi cái mã OTP Nó gửi về Gmail của chúng ta Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái email của Viconomics Chúng ta sẽ đi copy cho mình cái mã này Chọn cho mình là sao chép Ok vừa rồi là mình đã nhập được cái mã OTP thành công này Sau khi mà các bạn đã đăng ký cho mình tài khoản thì các bạn sẽ tải cho mình cái con app này về nha Chọn cho mình là OK đặt Ok ở đây thì các bạn sẽ ấn cho mình nút mở app lên này Các bạn sẽ ấn cho mình vào cái nút đăng nhập Nhập cho mình địa chỉ email và mật khẩu mà các bạn vừa mới đăng ký tài khoản tại đây Rồi ok mình vừa mới đăng nhập vào cái con v này ở đây thì các bạn sẽ có cái phần như là lọc rơi này chọn số ngẫu nhiên này chọn cho mình là xác nhận đó ở đây thì các bạn sẽ được chọn số và chúng ta sẽ được quay số ngẫu nhiên mỗi ngày khi mà lọc rơi vào ai thì người ấy hưởng nha Đó. tiếp theo là ô quà tặng này quà tặng ở đây thì nó là những cái bảo hiểm danh tính cái này thì các bạn cũng không cần phải quan tâm lắm. Tiếp theo là cái ô lộ trình. Rồi ok, lộ trình thì mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Lộ trình ở đây thì uh, mình cũng đã cho các bạn xem ở cái phần đầu tiên rồi. Nó là cái phần uh, lít sàn là cái phần quan trọng nhất mà chúng ta cần phải xem. Tổng cung của cái con mic này đó chính là 11 tỷ đồng mic. Tiếp theo thì nó đến cái phần là đội ngũ và nhà sáng lập. Các bạn có thể xem thêm ở cái phần lộ trình của con Viconomic này nha. Ok, tiếp theo thì sẽ đến cái phần là V Factory, tức là cái nhà máy chế tạo ra NFT. Thì V Factory và cái tính năng sản xuất NFT miễn phí. Đây là một cái tính năng mà được phát triển trên con Viconomic này thì mình đánh giá đây cũng là một cái tính năng khá là hay và nó có một cái tính năng nữa đó là con vest các bạn có thể bán được những cái nft mà bạn tạo ra được ở trên v factory này nha ở đây thì mình chưa tìm hiểu sâu cho nên là mình sẽ có những cái thời gian trải nghiệm cái con này thì mình mới có thể review sâu hơn cho các bạn về cái tính năng là v factory này được nha tiếp theo là vec này đó, thì Vex ở đây nó cũng là một cái sàn giao dịch NFT mà thôi. Thì các bạn tạo cái NFT ở V Factory và các bạn sẽ đem lên cái sàn giao dịch Vex này để các bạn có thể bán được cho nhiều người dùng nha. Đó, ai mà có nhu cầu muốn mua NFT ấy thì họ sẽ mua ở trên cái Vex này. Đó, đây là một cái tính năng rất là hay ở trên cái con VEConomic này. Rồi, cuối cùng nó chính là cái phần ví của bạn thì ở đây mình đã nhận được là 50 VIX khi mà mình đăng ký cái tài khoản tại đây Bấm ngay để nhận 50 VIX này Đó, ở đây thì chúng ta điểm danh mỗi ngày để nhận VIX cho mình nha Thì điểm danh các bạn sẽ nhận được cho mình là hai VIX Đăng ký qua mạng giới thiệu, xác thực tài khoản ấy Thì các bạn sẽ nhận được cho mình 50 VIX nha Thì mình cũng sẽ để cho bạn cái đường link đăng ký bên dưới phần mô tả video này Tiếp theo thì sẽ là cái phần hoàn thành khảo sát này các bạn sẽ chọn cho mình là khảo sát ngay Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là tính cách đi Đó, khá đơn giản thôi Chúng ta sẽ đi hoàn thành một vài cái khảo sát Thì để cho cái video này nó không dài thì mình sẽ xin phép bỏ qua cái khảo sát này nha Rồi ok, ở cái phần khảo sát này ấy, thì các bạn sẽ để ý cho mình cái phần là thông tin cá nhân Các bạn sẽ chọn cho mình là ô cập nhật thông tin tại đây Thì ở đây nó sẽ có cái phần là mã giới thiệu nha số điện thoại ngày sinh này giới tính này địa chỉ thành phố và quận huyện nơi bạn đang sống thì bạn lưu ý rằng bạn hãy điền hết cho mình cái phần này nha. khi mà các bạn đã hoàn thành thông tin thì các bạn sẽ ấn cho mình là ô đồng ý tại đây. chúng ta sẽ chọn trang chủ này. đó, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn nhận được là 100 cái đồng VIX này nha. thì cái đồng VIX này cũng rất là tiềm năng đó thì ở đây các bạn có thể nhận được nhiều cái đồng vít hơn bằng cách là điểm danh nha bạn có thể nhận được là 50 vít khi mà bạn điểm danh liên tục 50 ngày từ ngày mùng 6 tháng 9 giới thiệu thành công nhiều nhất tuần thì bạn sẽ nhận được là 1.000 vít người giới thiệu thành công nhiều nhất tháng thì sẽ được là 5.000 vít và bắt khoảnh khắc 181.881 thì nhận được là 8.600 vít cái này thì mình không biết nhưng mà ở đây nôm na là chúng ta sẽ đăng ký thông qua mã thiệu. Thì các bạn sẽ có thể nhận được là 50 VIX nha. Rất là ngon. Và cái đồng VIX này cũng khá là tiềm năng. Chúng ta sẽ điểm danh tại đây mỗi ngày. Và hoàn thành khảo sát. Khảo sát thì các bạn sẽ nhận được thêm cho mình là 50 VIX nữa. Ở đây thì nó có cái phần giới thiệu. Thì mình cũng sẽ để cho các bạn cái đường link đăng ký bên dưới phần mô tả video này. Các bạn hãy tải app Viconomics trên Google Play hoặc là App Store của chúng ta nha. Tiếp theo thì nó đến cái phần cộng đồng. Đây là cái phần mà mình muốn nhấn mạnh cho các bạn. Bởi vì cộng đồng càng lớn thì cái đồng coi này nó càng có giá trị nha. Bây giờ thì nó chưa lít sàn nhưng mà khi mà nó lít sàn rồi ấy thì các bạn sẽ không thể kiếm được nhiều cái đồng vít này đâu. Đó. Khi mà cái ứng dụng này nó chuẩn bị lít sàn thì các bạn sẽ có thể kiếm được nhiều cái đồng Vic. Thì như mình đọc thì là 200.000 thành viên đăng ký thì nó sẽ bắt đầu list trên những cái sàn swap phi tập trung nha. Đó, cho nên là các bạn hãy làm ngay cái đồng Vic này đi. Tích góp cho mình càng nhiều Vic thì các bạn sẽ có càng nhiều tiền. Rồi ok thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video này tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it. Ooh.